Con cá này nó có thể tự ra vô được không Nam? Được, nó ra ngoài sông vô được. Má ông Nam ông để nó cái rảnh vô. Dạ. Ước gì được một lần gờ đầu những cái con cá tra như thế này. Dạ Bùi Hồ xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình đang có mặt tại phường Vĩnh Quân, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang để tìm về nhà của ông Hai Cường, người mà có duyên với một cái đàn cá tra từ sông Hậu. Mỗi lần ông gãy thức ăn xuống sông thì cá nó sẽ tự nhiên đến. Vậy thì cái việc đó nó như thế nào? Thì hôm nay cả nhà hãy đợi xem video clip để mình tặng mắt về ông Hai cho cái đàn cá tra. Và đây là ngôi nhà của ông. Dạ. Để con chào. Dạ ông. Dạ hôm nay con nghe cái đàn cá đó không? Rồi con quay về để ông cho con diện kiến cái đàn cá đó hay không? Con đi hai người. Dạ. Đây có ông Hai. Nhà ông Hai mà bước ra từ đây bước ra ngoài sau là 45m. Ồ rất xa. Là tới đây 45m, còn đằng sau đó mình không tính. Dạ đây con đi xuống. Ở đây là cái nơi mà quen thuộc nè, của hàng ngày của ông Hai để mà cho càng đàn cá tra nó ăn. Đó, đi ông Năm đang đi xuống. Ông Năm năm nay là 65 tuổi. Mới bước qua cái đoạn đường cũng rất là dài. Của nhà ông Năm 45m. Dạ. Dạ. Đó thì xuống tới cái này. Ở ngoài sau này con thấy mát quá, sông Hậu này mát quá ông Năm ha. Ông Năm ơi, cho con hỏi là cái trại mà ngoài sau này mình cất á, là trước đây là mình cất để làm chi, để mình nghỉ mát hay sao ông Năm? Cái này hả? Dạ. Cất để nghỉ mát chơi vậy chứ không có ở. Dạ, nhưng mà tại sao cái đàn cá tra nó lại ông Năm? Thì đó đây cơ sở cây okay của tôi. Dạ. Cái xưa xe gỗ á bán á, rồi sao là nghỉ làm mới là cây xung quanh nhìn nè. Dạ. Gào lại đó là cá nó vô. Tự nó vô không Năm? Tự nó vô. Rồi cá nó vô là lâu chưa hay không Năm? Vô nay 4 năm. 4 năm. Cái số lượng đó ông Năm có tính được không Năm? Cái này là mình độ chừng thôi chứ cái chắc thì không có được, vì mình đâu có thả nhiều con đâu biết nhiêu số lượng. Dạ cá xong thôi nên mình không có thả. Tự nhiên thôi. Là độ chừng khoảng bao nhiêu con ông Năm? Rồi chắc đó tôi mấy ngày con. Ồ, con cá này nó có thể tự ra vô được không Năm? Được, nó ra ngoài sông vô được. Má ông Năm ông để nó cái rảnh lớn đó. Để rảnh lớn để cho tự ra vô được. Ôi giời. À, có người ta lỡ bắt thầy ông Năm. Cá này cái con là nó lớn nhất là bao nhiêu ông Năm có biết cỡ không? 10 kg. Trời ơi, có con 10 kg luôn. Một ngày thì ông Năm cho ăn mấy lần? Một ngày ông Năm cho ăn 2 lần, sáng với chiều. Quá trời cá luôn. Hồi lúc ông Năm ơi, cái này là ông Năm. Cái này là con hỏi ha ông Năm ha. Ông Năm có khi nào bắt nó không? Không bắt nó ăn thịt ha ông Năm ha. Theo chia sẻ của ông Năm á thì những cái đặc tính của con cá hôm nào nó có đặc tính riêng thì ông sẽ thấy được ông Năm ha, sẽ biết được. Nó có cái gì đặc gì đó là mình mới thấy được, còn mình mới nhớ được chứ cá nhiều thứ mình đâu có nhớ được. Mấy con cá đen với cá mà có tạp méo miệng kia nọ rồi đó mình nhớ. Dạ. Là gãy ban ngày mình cho ăn, nó ăn lúc mấy giờ đến mấy giờ ông Năm? Sáng thì 7 giờ, chiều thì 3 giờ, khi 4 giờ, mình nói chuyện từ 4 giờ. Dạ. Sáng thì 7 giờ. Sáng 7 giờ sáng. Ông Năm cho cá ăn thì có cảm thấy vui không? Quá trời nhiều, khoảng đường nó là 10.000 con.
mấy con ha. Theo chia sẻ của ông Năm á thì những cái đặc tính của con cá hôm nào nó có đặc tính riêng thì ông sẽ thấy được không Năm ha, sẽ biết được nó có cái dị tật gì đó là mình mới thấy được, còn mình mới nhớ được chứ cá nhiều thứ mình đâu có nhớ được. Mấy con cá đen với cá mà có tật méo miệng kia nọ được đó mình nhớ. Dạ là gãy ban ngày mình cho nó ăn lúc mấy giờ đến mấy giờ ông Năm? Sáng thì 7 giờ, chiều thì 3 giờ chứ 4 giờ mình nói chuyện từ 4 giờ. Dạ. Mình sáng thì 7 giờ. Sáng 7 giờ sáng. Ông Năm cho cá ăn thì con có cảm thấy vui không? Quá trời nhiều luôn, mãi lượng nó và là 10.000 con. Rồi mỗi một ngày là mỗi một lần ăn là nó ăn bao nhiêu ký thức ăn ông Năm? Mỗi một lần ăn vậy là con khá một ký. Một buổi sáng không là 60 ký. Buổi chiều 60 ký. Ông có để cho con cho một con miếng. Xin một miếng nha. Ờ đây ông Năm cho mình xin một miếng để mình giải cho nó ăn. Dạ, để con giải cho. Nói chung là rất là nhiều ha ông Năm ha. Cái duyên nào mà tự nhiên ông Năm phát hiện nó lại ông Năm? Thì hồi đó tôi cái chỗ này chưa để cây gỗ rồi sao mình cũng nghĩ làm đó, rồi mới cắm cây gì toàn rồi để cho cá ăn coi chơi và coi chơi vậy thôi. Nó vô cũng vài chục con cháu nhiều rồi, một năm nó vô thêm mớ cái năm nay nữa nhiều. Đến cái thời điểm này là ngày nhiều nhất là 50.000 con. Con cá này nó có thể tự ra vô được không Năm? Cho nó ăn đó, ông Năm có nghĩ là nó ra ngoài sông vô được con không? Năm có nghĩ là mình sẽ bắt nó không? Không bắt đâu, bởi vì mình bảo quản à. Vì mình hồi đó tôi nghĩ có số người ta phóng sanh đó. Dạ. Thấy dân người ta bắt không có chỗ trú ẩn rồi Năm mới làm gì cho nó, con nào người ta bắt rồi không bắt được vô có chỗ trú ẩn. Trước đây mình có gào cái hàng rào như thế này không ông Năm? Không, rồi sau này mới rào chứ hồi đó không có rào. Hồi đó không rào nó vẫn vô bình thường? Không, hồi đó không rào thì chưa có vô. Sao mình rào lại vậy đó mới vô. Vì không rào đó là xuồng ghe ta xịt, người ta bắt tối ngày tao đâu dám ở đâu. Thế là mình rào cho chắc chắn vậy đó, xuồng vô không được đó. Ông Năm đó chứ khách lại quay đó, gờ tay nó luôn. Dạ, hôm trước luôn. Là con thấy có một lần là ông xuống gờ đầu đó. Trước là trong đó. Bây giờ mình gãi trong đó nó có thể nó ăn được không Năm? Nó có lợi mà vì trong đó cạn quá à, cá nó vô. Mỗi một lần ăn là 60kg thức ăn. Là một ngày ăn là... Có cái thức ăn thì mỗi một lần ăn là nấu 12kg à. 12kg. Với cái thức ăn mà của quán á, mình lấy gì đó. Dạ. Đó cỡ 50kg nữa. Là hai cái thùng 30 lít á. Mỗi thùng có 30kg. Cái đó là thức ăn dư của người ta đó. Một ngày là chỉ có 25kg là cái bao này nè, 25kg là mỗi ngày là một bao. Một lần ăn là 60kg thức ăn. Là một ngày ăn là... Có cái thức ăn thì mỗi lần ăn là nấu 12kg à. 12kg. Với cái thức ăn mà của quán á, mình lấy gì đó. Dạ. Đó cỡ 50kg nữa. Là hai cái thùng 30 lít á. Bao nhiêu ông Năm? Khoảng 500 mét vuông. Rồi ông Năm phải gạo thêm một cái hàng cây bên ngoài nữa. Để phòng chống người ta bơi xuồng bên sát mé này. Cái hàng rào này cái là này là mình giữ được bình mình cho 5 ghê để dạ. Cho cá nó ở. Dạ. Ở ngoài đó thì rào xuồng ghe người ta không cho người ta lấn vô. Cái hàng rào là không cho xuồng ghe vô, còn hàng rào ở trong đây để trong hạn chế lục bình vô gãy cho nó ăn. Cho nó dạ. Cái mục đích ông Năm rào cho nó thưa ra những cái hàng rào này thưa ra chi ông Năm? Bởi vì nó đâu có cầm về đâu, cây đâu cầm cho đủ. Dạ. Cho nó
À vậy ở bên đó là nó, ở bên đây là nó ra vô được luôn. Chỗ nào nó ra không được ta? Dạ. Chỗ nào nó đi ra vô cũng được hết. Ông Năm có thể gãi xuống cho nó ăn lần nữa con coi với. Thì cô chú anh chị thì bây giờ mình sẽ gãi cái lượng thức ăn này xuống để mà cho con cá nó ăn. Đây, hàng ngày thì ông Năm làm việc này nó rất là bình thường. Nhưng mà hôm nay mình sẽ tận tay mình sẽ gãi xuống, ông Năm cho phép mình. Rồi rất là đẹp. Đi đâu ra con có con ở nhà nó cho ăn. Dạ lúc trước là ông Năm làm việc không nữa không, không có làm việc trên đạo. Cái này là ông Năm đang thử thức ăn cho những con cá tra dễ thương của mình ăn. Nói chung là nó thân thiện với mình thì mình không bao giờ mình làm thịt nó. Đây mình ra ăn cái cài. Bữa hồi biết có một cái đàn cá mà giống như gan gì biết ở đâu không? Đàn cá sao mà cá nuôi mà cho ăn đã lắm. Ở đây luôn nè, ở Châu Đốc mình luôn. Chùa ở Gò Tháp, chùa gì? Thiền viện Trúc Lâm. Cá bự cho ăn rất là đẹp luôn. Mà người ta nuôi đúng không? Mà người ta nuôi. Con cá này nó có thể tự tự ra không, vô được không? Giới thiệu cho cô chú anh chị xem ở cái video clip này xong vô được. Về đàn cá tra ăn ăn. Không phải là nó ăn cũng ăn vì cái cảnh nó ăn nó lại xôn xao như vậy. Mà cá tra này nó ăn thức ăn là một cá tra tự nhiên từ ngoài sông vào. Ông Năm nó thân thiện với ông Năm nên nó càng ngày nó vào đây càng đông. Chứ không phải là mình dụ nó vào đây hoặc là mình thả nó xuống để mình câu câu cái khách du lịch ở đây. Mà đây là nhà của ông Năm, là nơi của ông Năm nghỉ và cho nó ăn thôi. Nó thích thì nó ở, là không thích thì nó đi ông Năm ha. Dạ. Mà theo như con là dễ vậy nó chạy đi. Đúng rồi. Cá xong rồi cho ăn đầy đủ mà phái nó chết càng ngày càng đông. Không, nhưng mà cái linh tính nó là vẫn có ông Năm ha. Nó biết mình không sát hại nó. Có khách lại là cậu ngã rồi, em xuống để tay lên bây giờ. Dạ luôn. Vẫn được hả ông Năm? Nó lại nó buông bình thường, nó sợ mình không sợ người ta. Bây giờ đeo cái cây đó xuống, đẩy cái chân xuống được không Năm? Ta đi xuống luôn mà, ta đứng dưới nước luôn, ló thằng cổ lên tới đây thôi. À vậy hả? Tụi con không có đem đồ theo, phải có đem đồ tụi con quay. Và đẩy đồ trên này là mình sẽ xuống dưới mình gờ nó được không Năm? Trời ơi, ông Năm theo chi tiết luôn Năm rồi. Dạ. Ước gì được một lần gờ đầu những cái con cá tra như thế này. Có ở clip trước đó cô chú anh chị thì mình quay về cái đàn cá Tây Tượng hơn 30 năm ăn cơm nước muỗng và là hôm nay gặp lại đàn cá tra như thế này nữa. Không nỡ lòng nào mà gặp ăn thịt mấy con cá này. Năm chia sẻ là ở đây cái chỗ này so với cái cho ăn ở ngoài cái khu vực đằng kia thì bình thường thì chỗ này nó vẫn có cá nó vô, nhưng mà hiện nay do nước gông nước nó xuống ông Năm hả, nước cạn nên nó phải ra ngoài đằng kia đâu mà mình gãi thức ăn. Ông Năm mới vừa gãi một số thức ăn xuống đây và không thấy cá, nó vẫn chưa vô. Nó ăn hết ngoài rồi nó vô. Đây là ông Năm là vụ để xuống gà đậu đó không Năm? Ông Năm đang đi xuống đó. Ông Năm ơi, cảm ơn ông Năm nha. Ông Năm chỗ tài luôn. Chuẩn bị đón xem tiếp theo ông Năm sẽ đi xuống vụ đàn cá. Ồ, sẽ đi xuống nựng cái đàn cá ha ông Năm ha. Đúng rồi.